Vừa rồi anh chị mới xem một cái clip ở vườn mai Bảo Châu hướng dẫn cho những anh chị mới chơi mình bẻ sữa dáng thế cây mai theo cái kiểu mà tự nhiên đó anh chị. Và mình có anh để có phân tích thêm một số cái dáng thế mà cơ bản của cây mai đó anh chị. Thì trong cái clip này em sẽ tìm hiểu tiếp với anh chị là cái cách chỉnh sửa những cái chi cành ở vườn mai Bảo Châu có những cái gì khác so với một số cái vườn mà có khách hàng của ảnh ha mang lại một số cây ở những cái vườn khác người ta bẻ sữa, thì mình thử phân tích xem có những điểm gì khác. Và em sẽ quay cho anh chị giao lưu một số cái tác phẩm mai rồi bonsai các thể loại ở vườn mai Bảo Châu nha. Hồi nãy em nói cái sự khác biệt giữa cái bẻ sữa với một số cái loại cây khác là cái nào vậy để ơi, xin chào em nha. Chào khán giả trên kênh Chợ Sài Gòn ha. Thì đây qua đây em sẽ mà phân tích những cái khác biệt giữa cái cách sửa của em và cái cách sửa của những cái vườn khác á. Ở đây trống quá, khi nào mới Cái khu vực này thì em đang còn phải dọn trống thêm để còn một cái lô cây ở dưới miền Tây còn đang chuẩn bị lên nữa. Là để cái lô dưới cây đó là cây ghép hay là cây phôi hay cây sao em? cây riêng cây tàn riêng, nhưng mà cái cây cũng là cây dạng sữa bonsai đó, mà cây riêng. À Dạ. Thì đó, em nói cái gì khác? như ở đây mà cô chú anh chị thấy đây cũng là một cây trực nè, cây trực giống như cái này là cái hàng phổ thông nè. Cái này hàng ngoài chợ thì các vườn nào cũng có những làm những cái như vậy. Thì ở đây em cũng có một cái cây em sửa ra một cái dáng trực như vậy và cũng có thể loại cây giống như vậy đó, cái phom tàng giống vậy. Nhưng mà đây anh Hồng đi gần ở đây thì em sẽ cho mấy anh chị xem một cái nó như vậy. Sao cái này nó có cái gì khác biệt? Giống như là bây giờ một cái tàn nó như vậy đây, thì ở đây người ta chỉnh sửa ra thì cái cốt ở trong nó sẽ nhỏ hơn cái thân chính nè, anh thấy không? Cái cốt ở trong nó đi ra nó nhỏ, cái cốt nó cái thân cái cành trong là nó nhỏ hơn thân chính, anh thấy tất tất tật cái tán nào cũng vậy đó. Không, cốt ở trong lúc nào nó cũng nhỏ cái thân chính đó. Tại vì cái thân chính lúc nào nó cũng vượt thì nó sẽ nhỏ hơn, nó không có đồng đều đó. Đâu là em lật một vài cái nữa thử thử Đây, coi. rồi bên bên đây cũng vậy nè, bên đây cây này cũng vậy luôn. Cái này Thì hả? đó, cô chú anh chị nhìn xem ha. Khoan khoan, cái cây này để anh xem thử một bên này thử coi sao. Rồi mình xem tiếp cây đó. Đó, như cây này là hồi xưa Còn nó chỗ là nào nữa không? cái điểm chính của nó, cái cành chính của nó là cành này. Anh chị thấy không? Cái cành chính nó lớn. Rồi. Còn cái xưa nó là đây là cái xương xương ngang nó đẻ ra nè, nó nhỏ xíu à. Em Nó lật cái không lá. lớn, nó không lớn lên được. Nhỏ xíu à. À. Nó không có lớn. Nó cái cành chính nó chỉ nó lớn cành chính thôi, nó không À. có lớn được cái xương ngang này. À. Thì cái cây sau này mình sửa là chỉ có chơi được cái tán này Cái thôi. này ghép thọ hương phải không? Và thọ hương kia mình lật lá ra thì nó giống như là nó cái lùm vậy thôi, chứ nó không có tai cành, nó không có chi, không có tán, không Tao có gì thử hết. coi bên kia coi, cái này chắc tứ quý hả? Cây tứ quý, cây này cũng to lắm. Tứ quý ghép thọ hương khách hàng gửi cho em hả? Đó, thì ở Con đây này anh chị là thấy. cũng phong kinh điển ở một số vườn ha. Đó thì bất kỳ này những cái cành này nè anh chị thấy không? Nó chỉ lớn đúng cái thân chính thôi, cái cành chính đi ra thôi, Đâu còn cành còn những phụ cái nữa cành đâu. phụ nó không có lớn luôn nè. Như này là nó đẹp luôn, nó không lớn luôn nè. Rất rất là nhiều Lý do tại cành. sao? Là tí nữa em sẽ qua bên cái cây của em làm ra, em sẽ phân tích là do cái lý do là nó sẽ bị như cái đó. Là như ở đây đây, đây một cây này. Cái này tứ Cây quý này luôn hả tứ hay quý gì? ghép vỏ Đa Phúc. Tứ quý ghép Đa Phúc. Đó, anh chị thấy không? Nào coi Nó coi. chỉ lớn đúng một cái cành chính đi ra thôi. Đâu em chỉ vô coi. Đây, giống như cái cành này cốt nè, ghép nó đâu rồi? cành này. Thì cốt ghép nó nằm trong này. Đây cái cành này đi ra nè, cốt Khoan ghép khoan. nè. Quay cho anh chị thấy. Đây cái cốt ghép nó đây. Ừ. Đi ra cành đi ra Từ đây. từ từ, anh quay qua cái máy qua cho anh chị Đó, xem. cái cành nó đi ra đây. Rồi. Nó không có một cái tai nào lớn, nó chỉ có lớn đúng một cái cành chủ là một cái Xuống chĩa đi, đi, nó xuống dưới chĩa đây ra nha. thôi. Xuống dưới đây nhìn dễ nè. Đó, Rồi, anh anh chị nói thấy lại không? coi. Nè, nó chỉ lớn một cái cành thân chính thôi, nó chỉ chĩa ra đây, nó lớn thôi, còn những cái cành phụ bên trong đi ra nó đều nhỏ hết, nó không có lớn được. Như cái đó là nhỏ phải không? Dạ, đây cũng vậy nè, ở đây dễ thấy nè, nè. Anh thấy không? Đó. Cành này nó không lớn nè, cành này nó cũng không lớn, nó chỉ lớn đúng một cái cành này thôi. Nó không lớn đều phải không? Là đó, thì nó sẽ nhìn thấy nó rối cái cây lắm, nó cực kỳ nó rối luôn.
Rồi cái bây giờ mình đi qua đây thì em sẽ cho thôi cái trước coi cái đỉnh nó có bị gì không? Có bị luôn anh. Rồi, cái đỉnh nó vẫn bị nè. Nó không nó à, tí nữa em qua bển em sẽ cho xem cái đỉnh của em. Đó, những cái cành này đáng lẽ là những cái xương ngang mình vẽ mình cũng tạo tán ra nè mà nó không có lớn được, nó chỉ lớn đúng cái thằng này thôi. À. Nó đâu có lớn được đâu mà mình tạo cho nó đều cái cây. À. Nó không đều được cành, nó không đều được. À. Rồi, lý do nó là sao? Rồi có cây của em đâu? Đây, cái cây của em làm ra thì nó cũng là một cái form giống như vậy, nhưng mà nhìn nó có một cái sự khác biệt. Bởi vậy đi một ngày đàn học một sèn khôn anh chị ha. Đó, mỗi ngày mình tích lũy thêm cái kiến thức nào đó anh chị. Rồi, đây xem coi. Đây là cái cây của em. Cây em của làm em ra. Thì là như có gì khác biệt không hay cũng vậy. Đây, anh chị thấy cái cành chủ cái cốt chủ của em dẫn lên thì cái xương của em đẻ ra đây nó anh thấy anh cô chú anh chị thấy nó lớn gần bằng với cái đọt chủ. Ba cái không? Ba à, cái một. À. Bên kia cành hồi. Lên đây cành phong nó sẽ nó vẫn lớn. Đó, nó lớn. Rồi ở dưới như những cái dưới này. Những cái dưới này nè, anh chị thấy không? Thì cái cành này của người ta là cái thân chủ này nó lớn cực kỳ. À. Cái tược chính này nó lớn cực kỳ mà cái tược này nó sẽ không lớn. Còn này là em mới làm có một mùa thôi đó, còn cái kia là hai mùa rồi. Nhưng mà cái cành mình biết phía sau cái tay của em vẫn còn nhỏ kìa. Cái cành này là mình bỏ đi, mình không có lời giữ anh. Cái cành này là mình cắt bỏ. Mình cắt bỏ. Sau này mình sẽ cắt bỏ. Cái xương chính kia nó vẫn lớn phải không? Dạ đúng rồi, ở đây nè. Đây, anh cô chú anh chị thấy không? Đi ra. Ở trong nó đi ra thì hai cành này nó vẫn lớn đồng đều với nhau nè. À. Thì cái cây nó phát triển nó mới đều. Nó phát triển nó mới đều thì bông nó ra nó sẽ đâu, xem những cành khác của em coi. Dạ, cành này cũng vậy luôn. À. Có khi cái đọt chủ của em còn hãm là nó không cho nó lớn hơn cái cành kia nữa. Là khi nữa mà này, mình hãm bằng cách nào mà mình cho nó đồng đều bằng cách nào? Có nghĩa là mà khi mình lắc cái con cho nó gắt hơn cái thằng này mình bẻ lại thì cái nhựa cây lúc nào nó cũng đi ra nó sẽ ra cái điểm bên ngoài. Giống như cái nhựa cây nó đi ra như vậy thì cái cành nó làm chỗ này là mình đi thẳng là nó sẽ cái cành này nó sẽ lớn hơn. À. Là nhưng giống như cái lưng này lúc nào cái nhựa nó cũng kéo mạnh hơn đúng không? Hình như đó là một cái lý do mà anh thấy một số vườn mà người ta ghép là người ta đóng vô lưng nó nhiều hơn phải không? Dạ đúng rồi. Là lưng nó nhựa nó đi mạnh hơn những cái phần bên trong hả? Dạ đó anh chị cô chú anh chị thấy đây cành này cũng vậy nè. Thì cái anh thấy là điểm như cái điểm âm này là nó đâu có phát triển đâu. Dạ. Đó. Vậy là cái đó bây giờ sao? Bây giờ cái bỏ luôn. Bỏ này là cành này vài bữa là khi cái cây hai này nó chạy xong là phải đi dọn lại. À. Đi dọn em lọc hết mấy cành này. À. Này nó mới đẹp được cái cây. Rồi để xem coi xung quanh đây coi anh chị. Như cành này. Dạ. À. Đó, mình cứ làm ra thì cái cành của nó lúc nào nó cũng sẽ đồng đều. Và khi mình lặt lá ra cái này tại vì giờ rơm nó đang che rồi hết. Thì mình lặt lá ra thì tán nào nó sẽ ra tán đó. À. Tán nào nó sẽ ra tán đó, cái cây nó sẽ đẹp. Hình như hôm bữa cái cây của anh mà chú Sáu Bình Dương làm sẵn á, hình như cái cây nó đều lắm nha. Dạ. Nghĩa là chắc là cũng chú làm chắc cũng lâu lắm rồi phải không? Dạ. Mới rồi, được cũng vậy phải không? Mà làm phải lâu rồi. Cái cây này thì mới có một mùa thôi. À. Cây này là một mùa. Nhưng mà cái cây hồi nãy của em là nãy mấy mùa quên xem rồi. Cây nào ạ? Cái cây mà khách gửi của em đó. Cây đó hai mùa rồi. Hai mùa lát cũng quay lại cái cây đó nha anh chị. Dạ. À, quay lại cái cây đó xem coi. Thì cái đó là hồi nãy thì em cũng có sửa, khi mà em sửa em vô dây thì em cũng hướng dẫn anh chị là lắc cho nó lấy cái điểm ngoài á. À. Lắc lấy cái điểm ngoài, cái cành nào mình nuôi á thì mình lắc cho nó ra bên ngoài á để cho nó lớn lên. Lớn nhanh hơn đúng không? Dạ, nó lớn nhanh hơn. Thì nó sẽ đồng đều cây, nhưng sau này cái cành này nó ra 21 cái đọt này nó có nhọn rồi. À, cái ngọn của bên kia thì anh chị thấy nó chỉ có cái cành này nó đi thẳng lên nó lớn thôi, còn của em là cái đỉnh bay lớn đây. Nhưng mà cái tay nó gần cái đỉnh nó cũng gần bằng với cái đỉnh luôn. À. Vậy làm sao để cho nó lớn đều vậy được? Thì mình lắc cái này cho nó dương ra ngoài. Mình lắc mấy cái này nó chỉ dương ra ngoài cứ như vậy thôi. Nhưng mấy kia người ta sửa. Cũng lắc ra ngoài mà sao nó không... Không, tại người ta cái đọt này người ta không có bẻ xuống giống như em. Người ta cho nó đi thẳng. Đi thẳng là nó sẽ vượt hơn đúng không? Đi. Dạ đúng rồi, cho nó phóng đi không à. Còn mà khi mà em bẻ vậy là tức là em đang hãm cái đọt lại đúng không? Cái chỗ nào mình muốn không cho nó đi mình hãm nó lại. À, mình hãm lại là mình bẻ cong cho cái lại cho nó hãm cái nhựa lên. Dạ. Thì nó sẽ đẩy những cái dựa đó vô những cái phía dưới. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. À, vậy những cái xương ngang này cũng em cách làm chắc cũng y vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, cũng giống vậy hết. Tức thì là mình lấy mình... cái nhánh chính mình bẻ đi một cái để giảm cái tốc độ nó đi ha. Dạ, thì nó mình... sẽ
dồn nhựa vô những cái cành phía trong đúng không? Đúng rồi, lúc mà khúc lúc em sửa mà lúc mà em bẻ cái cành này ra rồi đó, thì khi mà em lắc cái co cho nó cái cành này đi ra rồi đó, lại cái ngoài này em bẻ co rồi nè, em sẽ đánh thêm một hai cái co nữa, còn cái cành này em chỉ lắc một cái co nhẹ đây rồi ở ngoài này em thả nó đi thẳng. À thì nó cho cái cành này nó sẽ lớn theo. À còn cành chính là mình lắc hai ba co cho dạ, cho nó dạng nó hãm lại đúng không? Dạ. À, đó là một cái nghệ thuật đó anh chị ha. Cho nên khi cái cây của em lặt lá ra thì nhìn nó rất là đều, tán nào ra tán đó nha, tán nào ra tán đó, và nhìn nó cực kỳ nó đẹp luôn. Đây để coi nó rất là đều, cái phòng của nó là anh chị. À, cái cách lắc co đều rồi chị ha. Em còn cây nào mà em làm giống gì nữa không? À, có mà cây đó em bấm tàn nó hơi ngắn và em mới rút cốt lại. Cây đó em mới rút cốt lại, có cây nhỏ thôi chứ không có. Đâu có cây nhỏ thử coi. Này là cây cũng khá lớn anh chị ha. Dạ, cây này năm mấy hoành. Số cây nghệ thuật, ủa cây đạt giải hay gì đây, đeo huy chương cho nó nè. À không, cây đó là bữa em đi em đưa em tặng cho chùa Trưng á. À vậy hả? Dạ. À, tưởng đạt giải. giống đạt giải tạo đàn quá. Bữa em tặng cho chùa. Rồi à, lấy xem cái những cái ví dụ khác nha anh chị. Cái, ví dụ cây nhỏ coi sao. Đây là những cây nhỏ thì mấy cô chú anh chị nhìn thấy đó. Những cái tay em làm ra đó cũng giống. À, cái này dễ quan sát hơn anh chị. Này. Dễ quan sát hơn. Vậy thấy không? Rồi em này, cái mặt tiền nó đây đúng không? Mặt tiền nó đây nè. Đây. Thì đó, lên là cứ em bẻ ra vậy thì cái cành anh chị thấy nó nuôi, nó cân đối không? Nó cân đối với cái thân chính. Nó cực kỳ cân đối với thân chính. Nó đều luôn anh chị ơi. Đó. Nè. Nó cực kỳ cân đối với thân chính. Đây lên đây nữa nè. Bên này cũng vậy. Bên này cũng y vậy luôn ha. Ồ nó đều dữ vậy ta. Nếu mà muốn đều vậy chắc là em bẻ cái ngọn nó lắc dữ lắm ha. Dạ, cái ngọn cứ hãm miết thôi. Hãm một kìm à, để coi, một co nè, hai co, ba co, bốn co, năm co luôn. Dạ. À, cái đọt chủ là cây này là bẻ năm cái hả? Dạ. Bẻ năm cái luôn anh chị. Đó là sao để cho nó nuôi cái mấy thằng thấp hơn đúng không? Dạ, nó nuôi những cái thằng thấp thôi. Nuôi cái thằng thấp hơn, rồi từng cái thằng thấp hơn rồi mình lại bẻ cho nó nuôi những thằng ở bên trong này trước. Dạ. Mình bẻ ra để giờ mình bẻ ra đây. Như mình... thằng này là thằng này chính rồi đúng không? Dạ, thằng này hồi xưa đó, này là thằng này chính. Thằng này chính. Nhưng mà em lắc qua cái mượn em lấy là thằng này chính lại. À. Em bẻ ra thằng này chính, lấy thằng này chính lại thì cái đầu hãm thằng này lại đi, cái đầu thì cái thằng này cái đầu em thả. Thả ra thả thằng nó chính lại. À, thả cho thằng này chính lại. Để cho nó thằng chính nó nằm chính giữa ba cái đúng không? Dạ, đúng rồi, cho nó nằm ngay điểm giữa. À. Đó là hồi xưa là thằng này là chính ra là một cái, xong dạ. Thằng này là cái cành nhỏ nó nằm trùng một bên. À. Hai cành này nằm trùng một bên thì giờ mình muốn đi chi giữa thành chí chính luôn dạ. Thì mình hãm thằng bên trái lại. Dạ, hãm kia lại. À, hay quá anh chị ơi. Nuôi cái cây này hai mùa nè. Cái cây này hai mùa. Dạ, hai mùa. Nó đồng đều vậy á. Ừ, hay quá. Này là phải cái này là phải một tuyệt chiêu nha anh chị phải nhớ like mạnh nha anh chị. Like mạnh cho vườn mai Bảo Châu nha. Ở riêng ở đây cái cây này em nuôi, cái cây đang nuôi có cành rơi này cũng vậy. Cái này chắc phải đi học mà mới đóng phí mà mới được nghe cái này đó anh chị. Đây, ở đây cũng vậy nè. Đây cũng vậy ha, cành rơi ha. Dạ. Vậy thì cái cành này em thả nè, em thả và bữa em sẽ vô cái dây để cho nó ngóc cái đầu lên. Thả là thằng đó là nó đi mạnh phải không? Thằng thả là đi mạnh. Dạ. Cứ thả về đây anh chị thấy nè, đây em đâu có sửa đâu. Lúc nào cũng cho anh thẳng hết. À. Cho anh thẳng vô em sửa cho anh đi cho nó ngóc cái đầu lên vậy. Cho nó phát. Đó là em đang muốn cho thằng đó nó đi chính đúng không? Dạ. Cái cây này hồi xưa là cái nhánh này hồi xưa là em bẻ ở khúc này đúng không? Dạ, đúng rồi, bẻ em ghép đây nè. Xong bẻ ra đây. Không, lúc mà ý là bẻ ra đây xong nó ra thằng này ra thằng này thì lúc đó em bẻ thằng này lại để cho nuôi thằng này. Dạ. Đó, thằng này khi mà nó ok rồi mới thả thằng này qua. Dạ, bẻ thằng này. Đấy, bây giờ thằng này nó đã lớn rồi, giờ bữa thì cái đầu thấy mình sửa mình thả ra hai thằng này. À. Thả nuôi hai thằng này tiếp. À, thả nuôi cành này. Đây thả nuôi cành này tiếp. Cành này với cành này. À. Nuôi nó mập ra bắt đầu hả. Dạ, nuôi hai cành này nó là xong đó, là cái cây này nó thành hình rồi đó, thành phẩm rồi đó. Nuôi hai cành này khi mà nó ra mập thì em chặn thằng này lại. Dạ. Để cho nó thằng bên trong nó mập lên. Dạ. À.
Đây là một cây thế này, dáng thế gì? Cái này cây bán đổ. Cây bán đổ là tới mặt chậu đúng không? Đổ tới dạ, mặt chậu đúng dạ, không? Dạ, đổ tới, không qua được cái đáy chậu. Còn qua đáy chậu là coi như cây đổ luôn. Dạ, coi như cây đổ. Cái cây này hồi xưa là hồi đó em làm cái cây này là em có ý định là làm để bán. À. Chứ nếu mà em làm giống như bây giờ mà em không có ý định bán là hồi đó em bỏ cành này luôn nè. Em cắt cành này luôn. Em chỉ nuôi bên đây thôi. À, luôn bên đó là nó đổ không có cành dạ, cành hầu về với dạ, cái đỉnh luôn hả? Dạ, bỏ đỉnh luôn. Bỏ đỉnh luôn hồi đó là nếu mà hồi đó em ý định mà em để em chơi á là em sẽ cho nó đổ thêm tí nữa, em cắt ngang đây em cho nó đổ treo. À. Mà bây giờ với cái bên đây nó hồi xưa là cũng định làm để cho nó nhanh nó bán á. À. Bây giờ bên đây nó hơi bị đơ, nó hơi bị rối, bên đây nhìn nó không được đẹp. À. Rồi giờ tập trung làm bên đây hết, sau này cây này nó thành phẩm nên bên đây nó đẹp rồi em cắt bỏ cái này luôn. Hình như anh thấy cái đó qua cái ý em vừa mới nói là một cái giống như là một cái bí quyết, một cái kim chỉ nam để mình bẻ cái bonsai cho nó đẹp luôn đúng không? Dạ. Anh chị mình thấy như thế nào anh chị cho một cái comment bình luận đi. Cái clip này anh chị em tạm kết thúc ở đây nha. Rồi bây giờ ở vườn này nhiều cây đẹp quá, nhiều cây bonsai đẹp quá, em sẽ quay cái clip riêng đặc biệt để cho anh chị giao lưu những cây mai bonsai ở vườn này nha anh chị. Còn tới đây mình tạm cái kết thúc cái clip này nha, để ha. Dạ. Rồi hẹn anh chị các bạn ở một cái clip sau để dạ, có những cái chi tiết nào hay về để cho mình cùng giao lưu học hỏi về cách làm bonsai cho cái mai mình càng phát triển thì em sẽ quay sau những cái clip đó nha anh chị. Rồi tới đây anh chị nào mà có như ở nhà có một hai cây đó mà như mà chưa có cái ý tưởng để mà làm ra được cái cây như thế nào thì có thể kết bạn Zalo và liên hệ với em thì em sẽ hướng dẫn. Em nói chung em cũng hướng dẫn những cái người mà ở xa thì không có tới vườn học hỏi được á, em vẫn hướng dẫn cho anh em ở xa. Rồi em cho số Zalo em luôn đi. Số Zalo của em là 0967 733 955. Nhớ phải hướng dẫn anh Hồng trước nha. Dạ. Hướng dẫn anh Hồng trước, mốt anh Hồng thành nghệ nhân để lên rồi nói ồ mốt là để hướng dẫn. Dạ. Rồi thôi cảm ơn, xin chào và tạm biệt anh chị các bạn nha. Rồi, rồi anh chị nhớ anh đón xem cái clip sau, em sẽ quay chi tiết những cái tác phẩm mini mà bonsai để bạn đặc biệt ở vườn Mai Bảo Châu ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ở đây địa chỉ ở đâu em ha? Địa chỉ của em là tổ 19, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi xin cảm ơn và chào để nha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn ở clip sau. Rồi chào.